dụng ngay cho em, đó chính là siêu kích sữa này nhá. Siêu kích sữa sẽ giúp tăng sản lượng sữa, chất lượng sữa. Sản phẩm này giúp cân đối chất dinh dưỡng trong cơ thể heo mẹ và heo con, giúp heo con tăng trọng nhanh, giúp heo mẹ tăng chất lượng sữa, kích thích nhiều sữa, tăng sức đề kháng ở heo mẹ và heo con, tăng cảm giác thèm ăn ở heo con, sẽ giúp cho heo con lớn nhanh, khỏe mạnh, cứng cáp. Và có rất là nhiều trang trại bên em đã sử dụng sản phẩm này và cho lại hiệu quả cực kỳ cao. Nếu như các bác đang chăn nuôi mà gặp tình trạng heo chậm sữa, ít sữa thì hãy comment mình nhé xuống video này nhé. Chúc các bác chăn nuôi thành công.